bánh tráng nướng Bà Khôn Đà Lạt bị tố đuổi khách chỉ vì chân bị thương, lập tức bị cảnh cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Bánh tráng nướng Bà Khôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo những ai đến Đà Lạt đều check-in. Thời gian gần đây, tiệm bánh tráng này liên tục dính các lùm xùm, chủ yếu liên quan đến thái độ đuổi khách của cô chủ quán. Vào hồi nhiều năm trước, cô chủ cũng từng khiến không ít cộng đồng mạng cãi nhau vì liên quan đến chuyện đuổi nhóm 6 khách chỉ vì gọi một cái bánh tráng nướng. Mới đây, một trường hợp của bạn HN vừa đăng bài lên một group ẩm thực có tiếng trên Facebook. HN đã có những review chân thật về trải nghiệm ẩm thực theo kiểu ôn cục tức khi ghé tiệm bánh tráng nướng Bà Khôn. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 7, vào cỡ 17 giờ chiều, HN cùng bạn mình có ghé tiệm bánh tráng nướng Bà Khôn để thưởng thức. Cả hai ngồi xuống đã bị bà chủ chỉ vào cái chân đang bị thương của bạn HN và nói: "Đi cái chân bị như vậy thì không bán đâu, đừng có ngồi đây chiếm chỗ rồi không bán được cho những người đến sau." Trước đó, bạn HN có bị thương ở chân và phải băng bó, nhưng vẫn đến tiệm bánh tráng nướng để ăn. Lúc này, HN mới trả lời: "Cô ơi, bạn con bị đau chân nhưng vẫn ăn được, cô làm bán cho tụi con nha." Theo lời kể của HN, chủ quán nhăn nhó rồi nói to: "Đã nói không bán là không bán." Ngay sau khi nghe câu chuyện của HN xong, phần lớn những bình luận đều bày tỏ sự phẫn nộ, khuyên rằng nếu đã bỏ tiền ăn thì nên được chủ quán đối đãi chính đáng, không việc gì phải cầu cạnh thế này. Ngoài ra, một số bạn cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi khu du lịch Đà Lạt có những hàng quán như thế này. Sau đây là một vài bình luận về hàng bánh tráng nướng Bà Điên. "Mọi người đừng nghĩ là ăn thử một lần cho biết hay gì, dù nghe nói ngon thế nào đi nữa vẫn không thiếu quán ngon mà người bán có tâm đâu mà. May quá sắp đi Đà Lạt chơi, đọc được vài bài. Nói thiệt dù ngon cỡ nào ngon, chứ bán hàng mà chửi khách thì có cho tiền mình cũng không ăn ạ. Đã ăn và chứng kiến một bạn bị chửi, thật sự không muốn quay lại chút nào." Sau khi sự việc được đăng tải, trong chiều ngày 29 tháng 8, các cán bộ thuộc bộ phận đường dây nóng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có buổi làm việc với bà Triệu Thị Bích Thủy, chủ quán bánh tráng nướng ở địa chỉ 61 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, vì trước đó một du khách thành phố Hồ Chí Minh đã tố cáo bà chủ đuổi khách, chửi khi tới đây ăn. Chia sẻ với phóng viên, đại diện bộ phận đường dây nóng cho biết họ đã nhắc nhở bà Thủy về thái độ với khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng kiểm tra thêm về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lấn chiếm vỉa hè kinh doanh. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với quán để làm rõ thông tin. Cán bộ đã phổ biến cho chủ quán về quy tắc ứng xử văn minh của cộng đồng dân cư. Các chủ cửa hàng cần phải chấn chỉnh thái độ khi kinh doanh ở một thành phố du lịch như Đà Lạt. Tôi nghĩ chủ quán sẽ không còn tái phạm sau buổi làm việc hôm nay", người này cho biết. Về sự cố với du khách thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán khẳng định nguyên nhân là do nhóm này đã trêu mình. Bà Thủy cho biết một nhóm khách khoảng 8 người đã chọc tức mình để chữa bậy. Tuy nhiên, du khách tố cáo lại nói mình chỉ đi nhóm 2 người.